Đây bên đây giới thiệu bà con cái bơm nước công suất lớn nè, 100 khối một giờ, dành cho anh em nào đi xà lan á, muốn bơm lưu lượng lớn vào khoang hay cát. Ở đây đây công suất lớn 100 khối một giờ, em gấp nguyên bộ máy với 14 ngựa, còn bơm thì dân thể 100, khung ba bọng đầy đủ, có dàn chân để lưu tới luôn. Còn bà con muốn lẻ thì mua gì bán cái đó. Này là cột hút, đó là độ cao 6m, để cao 6m, hút sâu 6m, để xa là khoảng 300m đồng bằng, 300m đồng bằng. Nếu mà xài bét á là khoảng 400m. Đây là nguyên bộ nó nè, đang gấp sẵn luôn, bơm nhân thể 100, máy đang gấp là 14 ngựa. Đây là công suất lớn, rồi con nào mà tháng mưa tháng ngập hay muốn bơm cấp tốc vào đây, con lượng lớn rồi. Bọng rồi em làm sẵn, khung rồi sẵn hết trơn rồi, mà con muốn làm ơn tự làm. Rồi con là cái nhu cầu luôn nha, 0.8635 6707.